Đây là đứng với chị đang em. Đang ngủ vậy giống Phật tả. Giống Phật tả đi ngủ ơi, à. Đây là đi ngủ kìa trong hang nha. Đi ngủ giống Phật tả. Đây là đi đâu là cả nhà tỉnh. Trời ơi, tôi chuẩn bị ngủ. Có khác gì cái tả để mặc đâu trời. Tức cười. Trời đi ngủ mà sao khổ sở quá vậy. Sao đi ngủ. Đấy các bạn nhìn thấy chưa, đây là trang phục đi ngủ của chúng tôi. Đi ngủ có vẻ hơi cộng cộng. Cảm ơn các anh chị nhiều, chúc các anh chị ngủ ngon nhé, có những giấc mơ đẹp nhé. Bye bye. Đi rồi, chúc các anh em ở dưới đây ngủ ngon nha. Cảm ơn chị nhiều. Dạ, chào anh. Ngủ ngon. Ngủ ngon. Chúc ngủ ngon. Dễ thương quá. Cười lưỡi này không có đi xuống nước nha, đừng đi xuống nước. Đừng đi xuống nước, đúng rồi. Đúng ba. Đi thôi, đi thôi. Qua đây, qua đây, qua đây. Ủa, chui vô cái khe vậy trời. Ôi, tôi mập quá, không đi không vừa luôn á trời ơi. Thôi xào đồ phơi rồi cả nhà ơi. Phơi quần áo và tức cười quá. Lại một cái khe nữa. Má ơi. Còn một tớp đây phía sau. Đi ngủ vẫn vất vả ghê ha. Ờ, thật đấy, ngủ đặc biệt quá. Qua một cái cầu hả? Có cái cây, sao có cái cây? Có cái cây trong cái hang vậy ta? Có cái cây này. Cây này là do bão, mưa lũ nó cuốn vào. Mà nó nằm trong cái kẹt luôn nè, ghê chứ. Nó nằm trong cái kẹt luôn á. Mổ á. Sang ơi, sang phải kéo chị lên mất hay sao? Phải đu vậy đó hả? Sang, sang hỗ trợ chị đi. Đây, chút rồi sao được? Kéo qua, đúng rồi. Ngày này quá, bỏ quá. Vất vả lên chị ơi. Đâu? Rồi. Tỉnh ngủ chưa em? Đây. Tỉnh ngủ luôn á. Ơi chân, ơi chân đó, đưa đây. Rồi. Cố lên, cố lên. Trời trời. Rồi. Không bước qua được hả em? Không muốn qua được hả? À, hoa hậu kỹ năng cao hơn. Công nhận cô nàng hoa hậu này quá nể luôn á. Chắc là mọi người cũng biết rồi ha. Trong video trước chúng ta có nói rồi đó. Cô hoa hậu này là vừa kiến gì? Luật sư hả? Người phi công biết bốn thứ tiếng. Trời ơi, hoa hậu người ta thấy mà bắt ha. Đi này ra một hôi dơ hơn thì được nước. Đây vậy đó. Bước lên, bây giờ ngủ đâu? Rồi bước qua. Đúng rồi. Rồi. Đi ngủ nó bắt trải nghiệm nữa chứ. Em đi trước không? Rồi bây giờ lên. Lên cái chỗ này mới là gian nan đây. Cái chỗ này là lên khó lắm. Hồi chiều bỏ phở lên đây là
Ủa vậy hả? Thì đúng rồi thì đó. À, chắc là có người quần áo không khó lắm. Khó lắm nha, chỗ này khó lắm á. Đúng rồi, buổi chiều hai người phải kéo bò bón phở lên á. Lên đi, đừng mà quay vòng. Ừ, đây nè. Đây quay đại lần xong đó. Đó. Rồi. Dừng nha. Để phải lên chỗ cũ em ơi. À. Nó tự chui vô cái hang đó. Ôi trời ơi, sang còn xách một cái thùng cái tao lô tao đùng vậy ha em. Ủa phải xuống dưới đó hả? Xuống không lên. Ác nhân trời. Trời ơi. Ê da. Đi ngủ mà tỉnh ngủ luôn. Lúc đi còn hỏi mọi người mang đôi dép này được không? May đôi dép này nó không có trơn. Một cái bao lì xì của chị bay đi đâu rồi? Đây nè, có một cái à. Nó có một cái bao lì xì thôi. Ôi cả nhà ơi, bữa nay bò bóng phở. Ôi cả nhà ơi, bây giờ bò bóng phở mới biết rằng là ở đây là cái khoảng hở không gian nha. Cái hang này hay ghê ha. Giống như hai cái vách đá phải không em? Cái ban ngày mình mới thấy cái cây nó mọc ra ha. Ồ vi diệu quá. Trời ơi, mọi người đi tới kia nữa rồi. Còn leo lên tới cao nữa nữa hả? Cái gì? Leo lên kia kìa, tí máu ơi. Mình phải ngủ ở trên cao đâu, không bị nước. Trời đất ơi, vậy đó hả? Zoom lên lên. Wow. Trời ơi, cái cầu thang cao vậy đó hả? Trời ơi, tôi mà biết ngủ trên đây, cái tôi xin tôi ngủ ở dưới rồi ông nội ơi. Trời ơi trời. Đấy, hôm nay thực tập du dây tiếp kìa. Đấy. Trời ơi. Tí má ơi. Rồi. Cũng phải đi thôi. Bây giờ. Ôi có cái dây này để đu hả? Ủa cái dây này là để đu dây hả em? Giờ mình đi đường nào? Đường dưới đây chứ hả? Đây. Bây giờ đi đường nào đây? Đó. Ôi. Trời đất ơi. Rồi tôi có. Trời ơi làm tổ chim trở mất lên ngủ trời vui quá. Chỗ này đi dễ hơn rồi đó. Chưa. Chưa chưa. Bò nó tên người luôn rồi nè. Bò nó lăn lộn luôn á. Trời ơi nè, như trâu vậy đó. Thiệt luôn. Hoặc là những hang nào nó có bãi cát nó rất là rộng thì mới ngủ được. Đẩy lên trên. Chứ còn cũng không nhiều hang có thể ngủ được trong hang. Trừ khi nó tập trung vào em quay thì nó ấy của anh ơi, số tài khoản anh nhắn rồi đấy, thế thôi. Đây là cái thang mà hồi trước là ở đây người ta đi hay đi bắt én này, là con chim én người ta leo lên người ta thiết kế cái thang này đi. Bây giờ người ta cứ để đây thôi. Người ta để đây, còn tụi em thì vẫn sử dụng trên cái hệ thống hang cũ của họ, nhưng mà mình có dây an toàn như này. Nếu mà cái trường hợp ví dụ như trong với cái phim khi tìm kho báu mà than nó có nước thay gì mình vẫn còn dây bảo hiểm an toàn. Đó là lý do mà nãy mình mặc im á ha. Bây giờ mới hiểu. Sang quay cho anh nữa. Tí má ơi, chỉ lên tới kia rồi kìa. Chút nữa tôi cũng phải ở trên đó hả? Anh có số tài khoản chưa? Từ nhỏ đến lớn luôn á. Của thiên trả địa. Đây. Thôi tiền mặt luôn rồi, nhanh. Thêm một người nữa lên. Trời ơi. May quá hôm nay không có chị em nào mặc váy. Tùy nào bảo tao. Đâu mất ấy. Mặc váy mấy anh cũng mặc tả vô cho người ta mất tiêu rồi. Thôi chị Nguyên là thôi phải thay quay tham lát cho nó hiệu quả. Để tốn dung lượng á. Cái này chắc 3 phút. Cái bạn Nguyên bấm quay nãy giờ rồi. Càng chất bao nhiêu thì mình càng đau bụng bấy nhiêu vì là tốn dung lượng. Mình tính tiền thêm đúng không? Em Nga quay rồi à? Vâng em quay rồi. Em một máy chứ quay hai máy thì chị mất tiền. Ba máy luôn á. Ba. Chị nhìn cái dây này được không? Được. Chị dính dây nào cũng được hết. Nghĩ sao chị cứ đẩy cái kia lên cho em là được. Chứ mà nhìn mệt quá hả?
thì bảo theo tham láp đi. Không, không biết lên nổi không nhờ. Tham láp khoảng 5 giây có thể lên được nơi. Kéo 5 phút đấy. Cứ nhìn lên trên ấy, tập từ trung từ là ơi. Trên. Thảo nào anh hôm em hôm nay cho khởi động trước nhé, ngày mai là nó thảo nào, thảo nào anh em bảo đi ngủ sớm thế, hóa ra là mất một tiếng mới lên để ngủ. Thôi chị cứ lên đi. Cứ bước nhìn lên trên ấy, Nguyên à. Chị không rơi được đâu, bởi cái kia nó chốt vào rồi. Chị cứ chỉ việc. Thì chị cứ lên thôi. Đi em lên đi. Không đâu. Không có gì hết. Dây này mấy tấn rưỡi mà mày kéo căng cái dây này nó có sốt đấy, nó chịu lắm. Em có nhà gì gần. Chị rất thích. Chị cả nước nhận đều. Chị rất thích cười lít. Chị ngủ ở dưới được mà. Ngủ ở dưới có mắt đấy. Mai vẫn phải đu thế này tiếp. Chứ không phải là hôm nay là thôi đâu. Mai là đu dây cao hơn. Cố lên đồng chí Nguyên. Hôm nay chỉ là một tí là không sợ. Cứ bình thường thôi, nhìn lên trên thôi. Anh em chuyển sang tháng lạc đi mấy thôi. Chắc chắn là một tí lâu. Nga cười vẻ khoái chí. Khi thấy đồng đội mình đang đi. Không, em nhẹ ngon. Đúng rồi đó, sáng cỡ đó thôi, đừng sáng quá. Không sáng quá, quay nó cũng không đẹp. Đèn nó mạnh lắm. Này phải 2 củ à? 3 củ. Hả? Đi ra đây nè, mình đi xuống dưới này. Ờ, mình đi xuống đây, mình dưới đây. Mình đu ngược xuống đây, mình đi ngược xuống đây, đu ngược đây. Xuống cái bãng rồi ấy, bảo xuống cái bãng rồi ấy. Nói chung là đi đúng về cái chỗ mấy anh đang ngồi. À, đi ngược lại. Còn 6 bậc nữa thôi, cố lên. Đi được 4/4 rồi chứ nhá. 4/4 rồi. Má ác rồi. Để nó ác rồi. Cố lên. Đi ngủ đây là giường của vua đấy. Hồi chiều chết ninh rồi mà. Đó là chiều nay chỉ thực tập cho buổi tối đi ngủ. Trên đây là để tối đi ngủ. Tối nay sẽ thực tập cho ngày mai, và ngày mai sẽ thực tập cho ngày kia. Mọi người yên tâm là level của mọi người sẽ được bắt spin mà từ ngày thứ ba. Mày đứng yên với Hạnh. Quay thằng lắm chưa em? Ô. 5 phút rồi. Đang đi cố đi chậm để còn quay về. Đâu đây video. Em đang định. Không ai cảnh báo chị Nguyên là tour này độ cao rất là cao. Như bọn anh đi xe nhé, bao giờ cảnh báo này. Những người kiểm chị Nguyên ơi, cái này là kỷ lục và chị Nguyên mình lập kỷ lục mà. Mang thêm 100 xe đạp ấy. Phải 100 mà thức an toàn đi đúng luật giao thông. Xong cuối cùng là Vương quốc Campuchia tài trợ. Ấy, vượt lên chính mình, vượt lên chính mình. Cố lên chị ơi, sắp tới đây rồi. Sắp thang lên trên đường đây rồi. Chị em đi kìa. Không phải em cũng như nhìn thấy anh ở trên ấy, là em có nghị lực nên lên. Còn không có những nghị lực thì nhìn thấy anh sang này. Thấy sang, anh sang. Rơi mất 5 chỉ vàng rồi. Ố, ố. Rồi thôi, chết mẹ. Rồi bà chốt rồi. Người ta nói mày nãy đang leo mà nó rơi chỗ. Chốt đây ông ơi. Cố lên. Lỡ này còn thiếu nữa chờ tới luôn ấy. Chờ đi qua luôn. Tiến hay ấy lên đi cả. Từ 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 để cho chị Nguyên chị bước vô cái đi. Chết rồi, chị này em nghĩ chắc không đi, nó có hết thần trình. Sợ cái này. Mai nó còn mắc pin hơn nữa cơ. Vẫn đu dây nữa.
Cái kia có đu không? Ít cái này được 20 mét không? Cái này chắc không được đâu ha. Cái này được 20 mét. Lên đỉnh á hay là lên thế nào? Phát biểu cảm tưởng thế nào? Giống như ngu nào đó. Đây nha. Sợ lắm luôn á. Ôi, mới được qua được bên qua cái thang như này. Ôi sợ lắm. Có 30 mét thôi. Hồi nãy giữa đường là muốn khóc luôn á. Nhưng mà sợ phiền mọi người quá nên cố gắng. Đây, đây đã vượt qua rồi. Bây giờ anh giúp đỡ lên phải không anh? Anh đỡ lên phải không? Rồi. Dạ, cảm ơn. Vả mồ hôi luôn cả nhà ơi. Cái chân mà cũng vỡ giờ rung rung luôn. Không có cái ngu đâu. Mày không biết ngu nào hết trơn. Trời ơi, sao em lên nhanh dữ vậy? Em lên cái ào vậy được luôn á hả? Trời ơi, nghe giỏi quá vậy. Con mình bỏ ông phở tệ thôi, ai cũng đi rất là nhanh. Nhưng mà ông phở rung người luôn á. Đi nửa đường còn muốn khóc luôn á. Chị sợ lắm, chị vừa đi. Chị ơi, em xin lỗi. Nhưng mà lúc chị đi em cười quá, chị cười luôn. Ồ, chị biết, chị nghe mọi người cười á. Chị vừa đi vừa niệm Phật á. Chị Vinh sợ lắm. Ủa chứ này chưa tới 100 hả? Này nhiêu mét anh? Má ơi, thôi. Thôi, 30 mét là gì, sao đi 100 mét? 100 mét là thả chứ không phải là đuôi lên đâu. Vậy hả? Đi lên 20 mét. Sẽ từ cái mỏ đường đi xuống nếu mà không đi. Này, bây giờ hai đứa xích vô đây rồi sao anh? Đúng rồi. Bây giờ Duy chị cũng phải xích vậy luôn hả? Đi không bắt đầu đổi. Ôi người ta bắt mình xích vậy luôn nè. Người ta xích vậy rồi mình mới được đi nè. Tại vì không có cái này sợ mình bị té xuống. Ồ. Nó hết điện hả? Móc vô vậy đi tiếp đúng không? Đúng không? Chị tiếp đi. Trời ơi, còn hỏi lâu lắm nữa chứ, lên được là phước đức ông bà để lại rồi đó. Ở tới đó hả? Phước đức ông bà để lại mới lên được tới đây á. Ây da. Trời ơi. Chị Nguyệt ơi, chỗ này nó bị hỏng đấy nha, chị phải để ý đấy. Vậy hả? Bị hỏng chỗ này nữa hả? Có hỏng sâu đây này. Rồi mình tuột qua hay sao? Rồi mình tuột qua hay sao? Thoải mái chị ơi. Nga cứ đi Nga. Chị dám nhìn phía trước vô cái vách đá thôi. Đây. Lều đây nè. Trời ơi. Đây là. Tí má ơi. Đây cho thêm một cái miếng nữa ra đây này ngồi tâm sự hoặc là ngồi kia. Thôi giờ không tâm sự gì hết đó. Bay gần hơn. Tí má ơi. Anh không mình dám bay. Dám bay fly cam trong đây. Trong đây nó không có GPS, nó trôi á. Nó trôi không thể nào điều khiển được. Mà bóng vỡ mà bay là nó ba. Nó bay đi chứ có em có điều khiển gì đâu. Nó không có đứng được một chỗ. Rất là khó. Ok xong rồi anh ạ, cảnh cuối. Là... Ôi bác giờ thấy cái đình đứng đây cho nó mặn. Bác quá anh cho đứng chỗ cho tụi em cái. Anh Minh liều chứ bầu bóng phở là bầu bóng phở không dám đâu. Bầu bóng phở không đủ tay nghề để bay như vậy. Xong rồi. Trời ơi, người thì ngủ giỏng, người thì ngủ cái chỗ rất là chill. Tới giờ rồi, ngủ thôi. Chào buổi sáng cả nhà. Ở một nơi mà không có tiếng gà gáy, chỉ có những cái âm thanh của những chú dơi ríu ra ríu rít suốt một đêm dài, cộng thêm những âm thanh của những nước suối chảy vang dội trong hang động. Là 6 giờ rưỡi rồi cả nhà ơi. Ban tổ chức đã lắp thêm cái đèn cho sáng rồi. Bây giờ thì 7 giờ 15 phút, chúng tôi lại mặc đầy đủ đồ bảo hộ an toàn và bắt đầu xuống cái tầng để ăn sáng. Nhìn ghê mà đẹp quá, đúng luôn á. Đây, ngay cái cửa hang chúng ta thấy có một cái dòng suối luôn ha.
tôi xuống thôi rồi. Và đây mọi người đang đi xuống đây. Cửa hang đó bên nhà nó mới đối tượng như chúng mật nghe rụt rụt mũi. Đó thì vào bóc phở hay đổi thì từ lúc sáng luôn không? Không ok đấy, tay cầm như thế không còn tay cầm đây thì bước qua ở đây nè. Rồi cứ đi xuống đi xem là đến đâu. Nới lại cái điểm dây ra nào. Rồi. Anh cứ cầm vậy nha. Ok. Đến bao giờ hết dây thì thôi đúng không? Dạ. Chờ tí. Quay đẹp thôi là hồi tối hôm qua. Gần lắm, gần mặt đất lắm. Cả nhà ơi, khi mà xuống như thế này thì thực ra là đu dây xuống bình thường như bao nhiêu người. Nhưng mà bò bóng phở bị sợ cho nên là anh Khánh phải trợ giúp, phải đi xuống cùng với bò bóng phở để hai cái tay của bò bóng phở được chạm vào cái cầu thang nó còn an tâm hơn là tuột dây xuống như là hôm qua đã được huấn luyện. Cuối cùng thì cũng xuống nơi an toàn với sự trợ giúp của anh Khánh kỹ thuật và đồng bọn ủng hộ bò bóng phở. Cả nhà ơi, như vậy là bò bóng phở đã có một đêm ngủ thành công. Trời, ngủ mà cũng phải thành công như chúng ta thấy đó. Một cái nơi ngủ hoàn toàn trong một cái hang động khép kín và nó phải đi lên qua một cái vách núi đá dựng đứng. Bây giờ bò bóng phở vẫn thường nghe là những cái bản làng phải đi qua vách núi đá dựng đứng bằng cái cầu thang. Nhưng mà trời ơi, chỉ cần nghe thôi mình nghĩ nó rất là đơn giản. Nhưng hôm nay bò bóng phở thật sự có một trải nghiệm thật sự nó rất là kinh khủng. Và cảm thấy bản thân mình đã vượt qua được một cái giới hạn bản thân. Mình rất là vui mừng và còn nhiều những cái khó khăn hơn, hấp dẫn hơn trong cái chuyến đi tiếp theo nữa. Bây giờ thì mới là xuống đây để ăn sáng mà thôi. Tiếp theo ăn sáng, sau khi ăn sáng thì tiếp tục có một cái hành trình khám phá mà hôm qua giờ tập luyện vất vả thì tiếp theo là gì? Mời quý vị các bạn xem trong video tiếp theo.